Thưa quý vị và các bạn, sáng sớm nay ngày 19 tháng 2, không khí lạnh đã tiến sát biên giới phía Bắc ở nước ta. Và theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao, nên hôm nay khu vực Trung Du và vùng núi Bắc Bộ trời nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Dự báo từ mai 20 tháng 2, mưa giảm ở miền Bắc, trời chuyển sang có sương mù vào sáng sớm, rét kéo dài trong nhiều ngày tới. Theo cơ quan dự báo khí tượng, đặc điểm của đợt không khí lạnh lần này chỉ gây giảm nhiệt về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ trong những ngày tới là 16 đến 17 độ C, vùng núi từ 10 cho đến 12 độ C. Trong khi đó, mưa dông được dự báo trở lại Trung Bộ từ ngày hôm nay vào ngày 19 tháng 2. Người dân đề phòng các hiện tượng thiên tai đi kèm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.